Hello hello, xin chào quý chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị trở lại với kênh Ichimoku stop trên cái buổi livestream trực tiếp à 21 giờ 30 hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu của em Dương Quyền anh chị nhá. thị trường hôm nay là một cái phiên bùng nổ rất là mạnh và liệu thị trường đã tạo đáy thật sự tạo đáy à, của cái phiên ngày hôm nay chưa và cái cơ hội Ờ, trong những phiên tới liệu à, thị trường à, sẽ là cái sự hồi phục về đâu và à, đâu là cái vùng giá mà có khả năng là chỉ số vết hướng tới thì à, anh chị chúng ta sẽ đón xem hết cái buổi à, à, chia sẻ thị trường của em quyền trong cái phiên ngày hôm nay chị nhá ok anh chị em là dương quyền là một nhà đầu tư tư vấn chứng khoán À, thực thuộc uh, của công ty chứng khoán VPS chị nhá rất là hạnh được hỗ trợ uh, cũng như là đồng hành cùng chị trong thời gian tới anh chị đang xem livestream thì like cũng như là thả con và thả cho em quyền những quả tim uh, ở dưới cái stop chat chị nhá và anh chị có những cái mã cổ phiếu thì cứ để lại những cái bình luận bên dưới thì quyền sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh chị trong cái uh, buổi chia, chia sẻ thị trường uh, buổi tối ngày hôm nay chị nhá buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cũng đang uh, uh, tương đối đúng không ạ tương đối là là rảnh rỗi chị nhá và chúng ta sẽ có rất là nhiều À, nhiều thời gian để ngồi với nhau và à, chia sẻ thị trường và cũng như là à, tìm kiếm những cái mã cổ phiếu mà nó vẫn còn những cái điểm mua chị nhá rồi ok cảm ơn chị rất là nhiều Ôi, em quên xin chào sáu chị đang xem nhá và đâu đó là cảm ơn mời anh chị đã like nhá rồi ok anh chị <laughs> ok anh chị thì về cơ bản là thị trường phiên ngày hôm nay chúng ta đã có một cái sự dòng tiền vào rất là mạnh rồi đây là một cái anh chị đó đây là một cái mà chúng ta điều mà chúng ta đang mong muốn ở trong cái giai đoạn vừa qua khi mà dòng tiền anh chị khi mà dòng tiền nó nó thật sự nó không vào ở những giai đoạn này đó anh em này nếu mà đây là anh em đúng không chúng ta cái giai đoạn này dòng tiền không vào này giai đoạn này chúng ta dòng tiền không vào này và hôm nay là một cái lượng mà thanh khoản rất là mạnh có thể nói là nó là một cái biên độ một cái thanh khoản đâu đó rơi vào là khoảng à, uh, 3 tháng anh chị đúng không ạ khoảng uh, giai đoạn này khoảng 3 tháng một cái nhịp mà có thể là nó thanh khoản rất là cao sau so 3 tháng trước đó anh chị và các cổ phiếu ào ào tăng trong phiên ngày hôm nay đặc biệt là lúc mà uh, mà thị trường phiên ngày hôm nay thì em quyền nhìn thấy đầu tiên sáng có live stream với bạn trọng đại và bạn trần tụy thì đầu tiên là chúng ta nhìn với cái nhóm ngành chứng khoán là cái khởi phát đầu tiên nhưng mà cái biên độ của cái nhóm ngành chứng khoán thì nó lại không tăng mạnh bằng cái nhóm ngành bất động sản của cái phiên ngày hôm nay bất động sản ngày hôm nay đang nói thật sự một câu là nó đang thật sự rất là tích cực và cái cơ hội mà tạo ra nó tương đối là cao đối với cái nhóm ngành bất động sản và bất động sản ngày hôm qua thì em quyền đã chia sẻ với chị rằng đúng không ạ nó đang làm cái nhịp mà tích lũy chị nó đang một cái nhịp tích lũy và cái cơ hội mà nó nó bật tăng rất là mạnh đó hôm qua thì nó tích lũy này chị này và lên khi cái vùng kijun này nó cho cái nhiệt biên độ tăng rất là mạnh này bên trên chúng ta có những vùng mây này do găm gãy này thì khả năng nó xuyên qua được rất là cao đó tuy nhiên thì cái động lực của nó chị nhá cái động lực của nó sẽ sẽ sắp à, thời gian tới là đối với nhóm ngành à, bất động sản thì nó sẽ gặp cái vùng cản ở đây đó, gặp cản đây chị nhá rồi chúng ta quay lại thị trường một chút xíu thì về cơ bản là thị trường khả năng là cái cơ hội mà tạo đáy từ đây đi lên tương đối là cao đó, wow, tương đối là cao thì như chị đang nhìn thấy rồi chúng ta có à, có về cái chỉ số vnx ở khung cái đồ thị tháng ấy, chị thì đồ thị tháng thì uh, trước đó là có khoảng rơi vào khoảng tầm 6 tháng vừa qua, 6 đến 7 tháng vừa qua thì nó vẫn cứ loanh quanh loanh quanh ở cái vùng mây anh chị này. Đó và cái nhịp chỉnh của nó tương đối là mạnh. Thứ nhất là về cái ten can ở trong cái đồ thị tháng là cái mốc mươi 1194, đó và cái hỗ trợ của của đồ thị tuần là cái mức 1202 đó thì đây là hai cái đóng đóng vai trò hỗ trợ rất là mạnh thì khả năng cái cơ hội uh, sắp tới là chỉ số VN nó sẽ vượt qua được rất là cao và cái nhịp này nhé cái nhịp này nếu mà nó vượt qua được cái mức 1307 ấy, thì uh, cơ hội là chỉ số đấy ở trong dài hạn nó, nó sẽ vượt qua cái vùng mây nhưng mà về cơ bản nhé nếu mà anh em mà nhìn được với, với cái đồ thị tháng như này ấy, thì chúng ta đâu đó là có vài tháng đó chúng ta có vài tháng thì bị mất xuất hiện một cái vùng cân bằng thế nên là cái cái động lực quyền đánh giá là để mà tăng mạnh ở trong đồ thị tháng thì dường như là chưa có có khả năng nó phải tích lũy thêm khoảng tầm vài tuần nữa chị đó vài tuần nữa nhưng mà cũng có thể anh chị cũng có thể là cái khung đồ thị tuần đấy đồ thị tuần ở đoạn này thì nó đang nó đang là cái cái cơ hội cũng tương đối là sáng chị cái cơ hội tương đối sáng đó nhưng chị đang nhìn thấy đồ thị tuần đây ôi xả đồ thị tuần ngày hôm nay à, có một tín hiệu mua trở lại ngay đúng không ạ đó thì trước đó thì quyền có chia sẻ anh chị rằng là cái tuần này và tuần sau tuần này hoặc là tuần sau là chỉ số đấy nó nó sẽ có một cái sự hốt một cái vùng cản yếu là cái tên và kijun là cái cản yếu thì khả năng nó sẽ xuyên qua được rất là cao đó và nếu mà nó xuyên qua được thì là cái cơ hội rất là sáng anh chị nhá và đâu đó oh, chúng ta bước sang tuần mới rồi có nghĩa là tuần này chúng ta đóng cửa với một cái biên độ như này là ok rồi anh chị tuyệt vời anh chị đó và ở đâu đó theo cái chiến lược uh, cốt robot của quyền thì thì trong tuần này là tín hiệu uh, đã mua trở lại anh chị đã có một cái tín hiệu mua trở lại đó trước đó chúng ta có tín hiệu mua tại đây cơ là ở cái thời kỳ là tháng 11 năm ngoái và đến cái tháng uh, À, tháng tư của năm 2024 này đúng không ạ đâu đó là đã có tín hiệu bán anh em nếu mà xác định đánh mua trong trung hạn anh em đã rời bỏ cuộc chơi rồi và đây đang có tín hiệu mua trở lại anh em đó chính vì vậy ngày hôm nay mà có một cái dòng tiền vào và những cái bác cổ phiếu nó tăng ào à và cái sự mà thanh khoản đâu đó là kỷ lục là trong vòng khoảng tầm 3 tháng vừa qua một cái thanh khoản rất là ok của cái phiên ngày hôm nay đúng anh chị của một phiên ngày hôm nay Ok chị nhé thì về cơ bản là chỉ số VNX thì em quyền đang đánh giá này nó đang đi theo một cái biên độ như này này à, vượt qua được cái mốc cái vùng Kijun là cái mốc 1246 là cái điều mà ai cũng mong muốn uh, đâu đó ở trong cái vị thế ngắn của Trung Hạn đó. và cái cơ hội chị nhé và cái cơ hội trong cái nhịp này, này nếu mà tiếp tục là ở trong cái VNX mà trong cái đồ thị tuần mà tiếp tục mà vượt qua được cái mốc 1307 này thì khả năng cái giai đoạn này là cái đoạn mà nó sẽ có cái sự song kiếm hợp bích ở cái đoạn này rất là cao và đó nó sẽ tác động cho đến cái đồ thị tháng ấy, chị này nó tác động sang cái đồ thị tháng nhưng mà cơ bản nhé à, cơ bản là nếu mà thí dụ như cái tháng 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 tám hoặc tháng chín thôi đúng không ạ mà nó vượt qua là cái mốc một nghìn này thì lúc này là cái kijun nó cũng đi lên nhưng mà sang tháng 10 đúng không ạ tháng 10 mà nó không đi lên chẳng hạn đấy ví dụ đó thì cái cái sạn này nó sẽ lại bị hút giá về rất là cao thì nếu giả sử mà mà có vượt qua là cái mốc một nghìn là 307 anh chị nhá thì anh em cứ cứ yên tâm nắm giữ thôi đó đến một thời điểm nào đó mà nó nó vi phạm ở trong ngắn trung hạn đấy thì anh em mới tối ưu hóa thôi thì con cái nhịp này cái nhịp mà quyền đánh giá quyền đánh giá cái nhịp này là tương đối là tích cực anh chị đó thì trước đó quyền cũng chia sẻ anh chị rằng là viên khả năng nó đi theo một cái kịch bản là sideways ở trong cái đồ thị tuần đúng không ạ thì khả năng nó sẽ đi sideways trong cái đồ thị tuần này anh chị thì cái nhịp này anh em nhé cái nhịp này là chúng ta có thể sử dụng về cái À, cái chỉ báo Williams uh, WinMR hoặc là stop trật tích cũng được đó nếu mà anh em mà uh, có cụm lại với cái đồ thị tuần đấy chúng ta có, có, cụm lại thì anh em có thể sử dụng về cái chỉ báo stop trật tích cũng được hả sẽ quay đây đấy chị <laughs> đó thì quần uh, quyền có uh, có có cái phân tích về cái cái anh chị nhá đấy đúng không thì ở đây anh em nếu mà xác định mà chúng ta mà đánh ấy, chúng ta đánh thì anh em có thể sử dụng về cái 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 uh, stop chặt tích um, r này đấy đúng không anh em thấy là cũng đang có tín hiệu giao cắt của trong cái cái vị thế vị thế về tuần này luôn này đấy. đúng không chúng ta có một cái nhịp này trước đó thì quyền cũng đang uh, cũng đang chờ về cái vui r nó về cái vùng giá này cắt lên này đó nhưng mà đây nhá ở đây anh em đang đánh nó nó đang đi theo một cái biên độ mà uh, theo cái stop chặt tích cũng như là vui r này rất là cao thì khả năng nó sẽ hướng lên cái vùng đáy rất là cao và đâu đó chỉ số của mình nó cũng sẽ hướng đến cái vùng giá bên trên này rất là cao đó thế nên là quyền à, cũng chia sẻ với anh chị rằng là chúng ta đánh theo một cái vị thế mà sẽ quay về khung tuần đúng không ạ và chính vì vậy thì trong cái nhịp vừa qua em đúng không ạ chúng ta đã có những cái thành quả à, bắt đáy rất là cao đó ở đây thì em quyền đang anh chị nhá thì cái danh mục của em quyền mà đã cho bắt đáy ở trong các phiên trước anh chị này đây là cái danh mục của anh chị đó đây là cái danh mục như kiểu với Lovaland của em quyền này uh, à, là mua ngày 11 một, à, giá 11.2 ngày sáu tháng 8 này mùng 6 tháng 8 tiếp tục mua cổ phiếu BF này đó lợi nhuận được 3,1 phần trăm À, mùng 7 tháng 8 này, mùng 7 tháng 8 quyền cho mua với cổ phiếu đất xanh giá 13 này, đang lợi nhuận là 8.5%, đúng không ạ? Và ngày mùng 7 tháng 8 này mua Agribank này, lợi nhuận là 5%. Đó, mùng 8 tháng 8 tiếp tục mua cổ phiếu VCG là lợi nhuận là 10.2% anh chị. Đó, và mùng 8 tháng 8 tiếp tục mua cổ phiếu DG lợi nhuận là 3.3%. DG trăm ngày dg nay, ngày nay Trần đúng không ạ? Rồi à, À, Agribank, đất xanh, Ồ, rồi Lovaland anh chị phát đạt nữa, phát đạt ngày hôm nay chúng ta lợi nhuận là 7.1% đến, đến thời điểm hiện tại bây giờ và mùng 9 tháng 8 là mua cổ phiếu KBC là lợi nhuận là 7 7.5% anh chị nhá. Thì đây là cái danh mục mà bắt đáy của em quyền trong giai đoạn vừa qua của team em quyền anh chị nhá. Và đây là zoom à, zoom tín hiệu ở trên Telegram mà trực tiếp con robot nó bắn về cái cái room này anh chị nhá. Trực tiếp anh chị này, đó có 52 anh chị đang xem này đó trước đó bốn bảy năm đấy anh chị đây anh chị khách hàng ở trong cái zoom telegram đã theo đã bắt được cái nhịp này anh chị nhá ok thì trước mắt trước mắt là em quyền cũng uh, cả <laughs> uh, uh, Trước mắt là em quyền cũng đã chúc mừng anh chị khách hàng của em quyền thì cũng đã tham gia à, với những cái mã cổ phiếu của em quyền giai đoạn vừa qua thì hiện tại thì à, mới cũng là mới cái khởi đầu của chân sóng thôi à, tuy thì cái lợi nhuận nó cũng xem xem thật sự là cũng chưa được à, chưa được cao cho lắm đúng không ạ mới chỉ đầu tăng có mấy phiên và cái mục tiêu của chúng ta là nó rơi vào khoảng tầm 20 đến 30% anh chị nhá đó thì chúng ta cứ bám sát thôi anh chị là khách hàng của em thì à, cố gắng bám sát với cái zoom tín hiệu này nhá để chúng ta à, tối ưu hóa lợi nhuận cũng như là có thể là sẽ có những bác cổ phiếu mà tiếp tục chúng ta mua ở trong giai đoạn tới ấy, anh chị nhá đó thì đây là cái danh mục của em quyền thì à, anh chị em nhá anh chị em mà đang à, giao dịch công ty chứng khoán VMS mà chưa có những cái đầu tư hiệu quả tỷ lệ sinh lời của mình mà chưa được cao cho lắm cũng như là anh chị em mà đang à, chưa có người hỗ trợ À, tốt đúng không ạ, bạn môi giới tốt thì anh chị em có thể là chuyển về ID của Quyền nhá, đó thì ID của Quyền là I 665 thì chuyển về đây thì Quyền sẽ hỗ trợ và tư vấn, uh, tư vấn cho anh chị nhá và đâu đó thì Quyền sẽ uh, cam kết là sẽ đem lợi nhuận cho anh chị uh, trong thời gian tới này nhá và đâu đó thì anh chị uh, nếu mà đánh theo về trình, uh, đánh theo về robot ấy, thì anh chị uh, đâu đó thì anh chị uh, cứ tuân thủ cái kỷ luật cho Quyền nhá, uh, tuân thủ cái kỷ luật cho Quyền thì chúng ta sẽ có cái, cái được cái thành quả rất là cao anh chị rất là cao nhá. Ok anh em, anh em nhớ đang xem livestream thì, thì thì like cho quyền nhá. <laughs> rồi chúng ta quay lại với thị trường một chút xíu. Thì anh chị yên tâm thôi, thì nói chung là um, sắp tuần mới đúng không ạ? Sắp tuần mới thì ở đây thì thì chúng ta có một cái tín hiệu của MACD rồi. Đấy, một tín hiệu của MACD rồi. Tuy nhiên thì một cái nhịp mà bật tăng nó cũng rất là mạnh như này. Thì uh, trong ngắn hạn nó sẽ có sự mất cân bằng anh chị. Phiên ngày hôm nay là sẽ có sự mất cân bằng tương đối là cao. À các phiên sau đúng không ạ? và nếu mà ở đây anh em đang nhìn thấy là chúng ta có một cái đường ma 20 ở trong đô đồ thị về mặt à về mặt trung hạn nữa thì anh em cũng lưu ý cho quyền với với cái trường hợp này xảy ra đúng không ạ có thể là sang trong tuần tới nó nó sẽ làm cái rơi vào một trạng thái tích lũy gì đó đó tích lũy gì đó thời gian nó tích lũy như vậy nó là cần sự cần thiết thôi đó anh chị nhá nhưng mà cái cơ hội là quyền đánh giá là nó đã xuất hiện được những cái tín hiệu như MACD này chúng ta đã chuyển sang một cái màu xanh xanh như này là ok rồi đúng không anh chị đây là cái điều mà chúng ta đang mong muốn rồi và tín hiệu mà theo cái chiến lược của em quyền thì nó có vị thế về mặt trung hạn thì chỉ số đấy đã cho tín hiệu mua trở lại rồi đó tuy nhiên thì cái về mặt trung hạn thì chúng ta phải xác định nắm vài tháng cơ còn đối với anh em mà đánh nứt sóng thì chúng ta sẽ chú ý về cái khung ngày cái khung ngày thì em quyền anh nhìn thấy anh chị này đúng không khung ngày là phiên ngày hôm nay là phiên một cái phiên bùng nổ theo đà Đấy, bùng nổ theo đà như này mà có một cái dòng tiền mà đột biến như này trước đó thì em quyền đã chia sẻ với chị rằng là nó đang có vượt một cái vùng cản chéo mà đúng không ạ vượt một cái vùng cản chéo này cũng như là tiệm cận đến cái đường m 20 đó thì cái cái để mà nó xác định nó vượt qua được cái đường m 20 cũng như một cái vùng cản chéo như này thì chúng ta phải cần có một cái điều kiện là là dòng tiền nó vào đó và đây chúng ta đã có một cái dòng tiền vào cũng như làm có một cái sự thanh khoản rất là đột biến như này đó đây là một cái điều kiện breakout thành công mà chị nhá đây là cái điều kiện nó ra thành công backpack rao qua một cái một cái cản chéo cũng như là một cái đường ma 20 đoạn này đấy thì ngày hôm qua thì cũng đã chia sẻ anh chị rằng rồi chúng ta cứ yên tâm khi mà thị trường nó vẫn còn giữ vững được trên cái nền là 1220 thì anh chị vẫn cứ yên tâm khi nào nó mất cái vùng giá này thì chúng ta mới mới thật sự là cơ cấu thoát hàng ra chấp nhận rời bỏ cuộc chơi đó giờ bỏ chơi còn nó chưa mất thì anh em vẫn cứ tiếp tục nắm giữ đúng không ạ và cơ bản là lấy mà tiếp tục mà nó phá qua cái vùng cả 1237 38 này, này anh em có thể gia tăng tỷ trọng thì phiên ngày hôm nay đúng không ạ phiên ngày hôm nay làm phiên mà nó bùng nổ rất là mạnh rồi đó anh chị nhá thì ở đây thì em quyền đang nhìn thấy thứ nhất là nó sẽ có một cái vùng cả là 1257 1257 anh chị nhá đó, thì cái 1257 này thì cái động lực tăng của thị trường nó khoảng tầm 1 2 3 4 4 tiếng đồng hồ nữa, 3 đến 4 tiếng đồng hồ của cái 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 phiên thứ hai nữa thì khả năng nó sẽ có cái sự điều chỉnh lại ở trong cái vị thế về ngắn hạn rất là cao. Nếu anh chị em, nếu anh chị em mà chưa có hàng, đó, chưa có hàng thì chúng ta sẽ chờ một cái pha chỉnh ở trong ngắn hạn anh chị nhá, chờ một cái pha chỉnh ở trong ngắn hạn để anh em đánh đánh anh chị nhá đó phiên ngày hôm nay thì nó cũng là phiên mà cũng thật sự nó là lên hơi sớm anh chị thật sự nó lên hơi sớm nếu mà để mà để mà đẹp nhá để mà đẹp thì uh... à, à phiên ngày hôm nay lên thì cơ bản lên là cũng sớm nhưng mà nó 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 cũng đã vượt qua được một cái vùng cản nó tương đối tích cực rồi nhưng mà bên trên chúng ta đang còn một cái vùng cản nữa một hai năm năm đó một hai năm năm anh chị này đó nếu mà vượt lên thật sự là nếu mà vượt lên thì chúng ta còn một cái vùng một hai một hai sáu bảy bảy cái khung đồ thị ngày chị này cái khung độ ngày theo hệ thống Ichigo thì như em quyền đang đánh dấu ở đây là chúng ta có một cái vùng cản là 1265 đến cái vùng 1268 sẽ là đóng vai trò cản cho thời gian tới anh em nhá cản cho năm tới thì hy vọng với chị hy vọng là khả năng là chỉ số đấy nó nó sẽ tiệm cận lên cái vùng vùng đá này sau đó là sao có tạo ra một cái điều chỉnh à, có thể là chúng ta có thể là gọi là cái đáy à, À, cái đấy hai hay gì đó chưa biết nó điều chỉnh về đâu anh chị nhé có thể là sẽ chỉnh chỉnh lại vùng hai bảy nhưng mà nhưng mà quyền đánh giá là cũng chưa có khả năng đâu đúng không ạ chưa khả năng là điều chỉnh đến mức độ như vậy đâu khi mà hôm nay là cái dòng tiền vào rất là mạnh như này quyết liệt như này đó dòng tiền vào ào ạt mua rất là quyết liệt anh em thấy không rất là hôm nay mới là khởi đầu của cái nhóm bất động sản thôi chúng ta còn có nhóm ngành dầu khí ngân hàng và nhóm ngành thép và chứng khoán chứng khoán thì hôm nay thì cũng cũng một vài mã cổ phiếu thôi cũng thật sự là chưa được tốt đó hôm nay là thị trường là khởi phát của cái nhóm ngành chứng khoán sau đó bắt đầu bất động sản bất động sản ngày hôm nay là bất động sản tăng rất là mạnh mạnh nhất đó cũng là cái cơ hội anh chị nhá cái cơ hội thì chưa bắt ở trong cái nhịp này anh em đó thì quyền đánh giá là khả năng là chỉ số đấy nó sẽ tăng lên cái ngưỡng là 1265 đến 1268 anh chị nhá đó thì anh em chú ý cho quyền cái cái vùng giá này đâu đó chúng ta còn một cái vùng cản đây này, này. <laughs> chúng ta có một cái vùng cản là cái đỉnh của 17 phiên đỉnh của cái 17 phiên anh chị nhá là cái, cái cái đỉnh đây này là cái mốc mà 1257 các chị đó 1257 là cái vùng giá mà anh em cũng phải lưu ý cho em quyền ở đây một chút xíu đó là cái đồ thị về mặt là đúng không chúng ta đồ thị h1 chứ đó đồ thị về mặt h1 này đó anh em đấy 125 gọi 128 đi thì khả năng anh em nhá nếu mà anh em mà hôm nay mà chưa kịp đua ấy thì chúng ta lưu ý cho em quyền đó khả năng là thị trường nó nó sẽ không tăng được mạnh của phiên thứ hai đâu đúng không ạ và cái cơ hội như vậy nếu nếu cái cơ hội chỉnh trở lại đó là cái cơ hội của anh em em quyền đánh giá là khả năng sẽ lên cái mốc 1258 sau đó sẽ khả năng sẽ chỉnh chỉnh lại lanh quanh đâu đây này nó chỉnh lại lanh quanh đâu đây này đó 1240 anh em vào hàng nhá đó thì nếu mà chỉnh lại cái đoạn này là anh em vào hàng cho quyền anh em mà chưa có hàng nhá thì anh em sẽ vào hàng lại cho đoạn này đó 1240 ở đây chúng ta có một giờ tới này ba 4 giờ khoảng tầm uh, khoảng tầm của hai hai giờ chiều trở ra hai giờ chiều của phiên thứ hai đấy phiên thứ hai là anh chị phải lưu lưu ý cho em quyền với tình huống này có khả năng sẽ có một cái pha chỉnh ngược trở lại đó pha, pha chỉnh ngược trở lại tương đối được cao ở đây thì em quyền đang nhìn thấy phái sinh anh chị đó ở, ở đây thì chúng ta đang có một cái cái phái sinh mà nó uh, nó nó cái khung 15 phút đấy, đấy không khung 15 phút anh em ạ à. đấy khung 15 phút của mình nó nó đang mất cái sự cân bằng rất là lớn và đâu đó chúng ta đang có một cái tín hiệu bán hai tín hiệu bán này gọi là tín hiệu phân kỳ à, khi chúng ta xuất hiện hai cái tín hiệu bán này, này là gọi là hai cái dự tín phân kỳ và đây chúng ta đúng không? và đây chúng ta đang thấy là có một cái sự gì nó đang phẳng ra nhỉ? cái kiếm này nó đang phẳng ra này đó và nếu mà nó mất nếu mà mà viên 30 mà mất cái vùng 1248 ấy 48 thì khả năng nó nó sẽ chuyển lại cái màu 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 đỏ đỏ này khả năng nó sẽ chỉnh lại rất là cao và chỉnh đây chúng ta đang có cái vùng 1240 và wow, hai ở đây thì ở à đây son anh em đây là viên đấy mà đấy đây anh em đúng không đây là vn 30 mươi f một đây anh chị này đó cái phiên ngày hôm nay là chúng ta đã thấy xuất hiện ngay một cái tín hiệu là cảnh báo báo bán mà trước đó trước đó chúng ta đã có một cái tín hiệu báo bán rồi đúng không ạ cảnh báo lần một cảnh báo lần hai thì thường thường nhé thường thường nó sẽ cảnh báo lần hai là anh em anh em phải phải rất khoát là chúng ta có thể là sẽ phải bắt đầu ra hàng ra hàng đó, anh em nào yêu ừ, ưa ừ, ừ, phái sinh nhé thích đánh phái sinh thì liên hệ quyền nhá đó quyền đợt này cũng bắt đầu là xây dựng cái cái đồ phái sinh trước đó thì hay đánh cá nhân phái sinh thôi đó trước đó hay đánh cá nhân đấy chị nhá đây chỉ bằng những con robot này của em quyền thôi đó như anh chị đang thấy không nó robot nó vào xu hướng này thì anh em mà giữ từ cái vùng giá này ừ, có thể chúng ta sẽ mua từ cái vùng giá 1267 1267 đến thời điểm bây giờ là 1276 đúng ạ đó 12 uh, 1267 chị này đấy, đúng không ok đúng không anh chị đó 1276 này chúng ta ăn một cái điểm điểm số tầm được 10 điểm anh chị. Đó, 9 điểm 9 10 điểm. là ok, đó, trong một ngày cứ bình thường là dao động khoảng tầm 5 đến 10 điểm anh chị nhá. Đó tuy nhiên thì tùy theo tùy theo của thị trường nữa. Đó phải xin anh em chú ý nhá là khả năng là phiên thứ hai nó sẽ điều chỉnh rất là cao. Đó thì quay lại với chỉ số index một chút xíu thì đâu đó anh em. Đâu đó thì nếu mà suy xét ở đây ấy, đó thì em quyền đánh giá là khả năng là phiên thứ hai phiên thứ hai sẽ còn một cái phiên uh, vẫn còn một cái động lực tăng lên nữa khoảng tầm một hai năm bảy sau đó khả năng sẽ có một pha chỉnh chỉnh nhẹ trở lại thôi à, pha chỉnh này anh em yên tâm nhé pha chỉnh này là pha dành cho dành cho ai dành cho anh chị nhà đầu tư mà chưa tham gia được phiên ngày uh, các cái phiên trước cũng như là các cái phiên ngày hôm nay anh em mà chưa tham gia được thì anh em có thể chúng ta sẽ tham gia đó, được chưa anh em có thể chúng ta sẽ tham gia nhá tham gia với một cái vị thế rất là ok phiên à, ngày hôm nay phiên vách qua luôn này đó, ok này đó, ok đấy đúng không rồi thì ở đây anh chị nhá chú ý cho em quyền là một hai năm chất chỉ một hai sau đó thì khả năng sẽ chỉnh ngược trở lại một chút xíu chỉ lại khoảng tầm một hai bốn mươi một hai bốn mươi thôi anh em yên tâm thôi nhá một hai bốn mươi là anh em mà chưa có hàng thì anh em sẽ nhập nhập cái vùng giá này cho quyền đó nhá anh em lưu ý cho quyền nhá đó đây là tình huống chưa xảy ra chứ còn nếu mà xảy ra rồi thì chúng ta nói làm gì đúng không anh em đó nhưng trước đó anh em này buổi sáng nay quyền có làm một cái video ấy là nếu mà kịch bản mà mất một hai trăm mươi này một nghìn hai trăm hai mươi là anh em phải chấp nhận té té chúng ta rời cuộc chơi nỗ lãi chúng ta phải rời cuộc chơi thôi đúng không ạ thế nên là quyền có một cái tiêu đề là một nghìn hai trăm hai mươi đừng để mất tiền đó ở đây chúng ta đừng để mất tiền có nghĩa là gì nếu mất cái vùng một nghìn hai trăm hai mươi thì anh em phải phải thoát hàng còn mà giữ được cái vùng một trăm hai mươi anh em cứ phải giữ hàng đó anh em bán ra đúng không anh em bán ra phiên ngày hôm nay và các phiên trước mà anh em bán là anh em mất hàng rồi đấy đúng không ạ anh em thấy không có rất là nhiều người đang hô hào là 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 thị trường sập rồi là kết thúc một cái hồi đúng không đấy cuối cùng nó nó lại quánh vèo cho một phát lên như vậy đó là khi anh em mất hàng thôi đúng không ạ thật ra thì anh em đó thật ra thì thị trường thì nó rất là nhiều rất là cái luồng ý kiến đó có mỗi người người ta có một cái góc nhìn mỗi người có một cái phân tích về thị trường riêng, đúng không ạ? một cái trường phái riêng người thì đánh về kỹ thuật, đó, em thì về thuần về kỹ thuật đấy chị nhá thuần về kỹ thuật đó em bạn trọng đại, bạn trần thụy là ba anh em là thuần về kỹ thuật đó có người thì đánh về tin tức của doanh nghiệp đúng không ạ? có người thì đánh về phân tích cơ bản là phân tích về uh, báo cáo tài chính đó rồi là À, có người thì đánh về vĩ mô về kinh tế nền kinh tế rất là nhiều chủ phái anh chị đó rồi có nhà đầu tư thì đánh chuyên đánh xu hướng xu hướng họ mới vào đó, ví dụ ngày hôm nay là nó vào xu hướng này là bắt đầu người ta mới vào cuộc chơi này đấy, người ta bắt đầu vào cuộc chơi có thể là hôm nay như hôm nọ em quyền đã chia sẻ với chị rồi là chúng ta có bốn con robot này đấy hôm nay bắt đầu cái cái robot ma này cái robot ma và robot s là cái robot xu hướng này, này. đó thì chính vì vậy đây là một lượng nhà đầu tư bắt đầu vào cuộc chơi đó nhưng mà thật sự nhá đây là nhà đầu tư mà đánh vào xu hướng ấy người ta ăn một cái biên rất là thấp anh em có thậm chí là người ta sẽ đánh fail cơ đó người ta sẽ đánh fail đó, ví dụ nhá ví dụ người ta đánh cái xu hướng này này đúng không ví dụ anh em người ta đánh xu hướng này này ở đây người ta sẽ fail này ở đây người ta sẽ fail này đó, có thể là fail hoặc ta sẽ hòa vốn này đó nếu mà hoặc là đánh tiếp tiếp tục cái xu hướng đoạn này này người ta để đánh đến đây người ta bị ăn cái biên lợi nhuận rất là thấp đúng không anh em đó biên lợi nhuận rất là thấp ở đây anh em bắt đầu người ta hôm nay mới vào người ta mới vào là xu hướng này chị nha. nhưng mà người ta đánh với xu hướng này người ta cái tỷ lệ người ta cũng thắng tương đối là cao đó tương đối là cao ăn thì cơ bản là cơ bản là nó cũng cũng không không được cao bằng bằng chiến thuật mà anh em bắt đáy đó ở đây thì em quyền đang có những cái robot mà nó nó thật sự là hiệu quả ấy, chị nó thật sự hiệu quả ấy, chị nhá đó, thì đây là con robot mà Quyền cũng đã chia sẻ anh chị rất là nhiều trong cái buổi livestream rồi. rồi Robot 1 gọi là robot C, anh em gọi là robot C Robot C có nghĩa là anh em bắt đáy, à, mua đáy bán đỉnh, đánh dành cho anh chị nhà đầu tư nước sóng Đúng không ạ? Anh em trước mắt là anh em sẽ đánh về cái cổ phiếu, à đánh về cái cái robot uh, <laughs> robot C này đó, Anh em sẽ đánh về nước sóng, khi mà nước, nước sóng anh em, đúng không ạ? Mà nó ổn định trở lại, nó vào những cái tín hiệu của robot A nữa đó, robot A là anh em này đúng không? Khi mà robot S nó đã có tín hiệu rồi anh em mua một phần và robot A nó có tín hiệu nữa anh em tiếp tục gia tăng tỷ trọng. Đó và gia tỷ trọng và bây đầu robot uh, MA và robot S nó vào vào xu hướng này nữa. Thì anh em cứ mạnh dạn cầm cầm hàng cho quyền. Đó thì phiên ngày hôm qua đấy nhá. Phiên ngày hôm qua là phiên cảnh cáo thôi. Đúng không ạ? Và chính vì vậy thì quyền cũng nói anh em rồi, nếu kịch bản mất mùa 1 1220 là chúng ta phải chấp nhận cuộc chơi là rời bỏ anh chị. Đúng không ạ? Lỗ nãy là anh em phải chấp nhận cuộc chơi đó. có nguy cơ mà nó điều chỉnh sâu hơn nhưng mà điều đó nó không xảy ra anh chị nhá và lúc đó là phiên ngày hôm nay là phiên mà cái robot ma nó đã xác nhận cho hai con robot trước đó được chưa ạ nó xác nhận cho hai con robot đó và hôm nay dòng tiền vào quyết liệt và kèm theo với đó anh chị kèm theo với đó là robot s robot s là robot mà anh em sử dụng về cái mặt green mà mặt green ngày hôm nay anh em sử dụng sớm thôi chứ còn nếu mà cuối giờ chiều mà anh em sử dụng mặt green thì là không được nó không được đúng không đó mặt green lúc đó là khoảng tầm một hai ba tám cơ 4238 ấy anh em có thể sử dụng bằng được còn hiện tại bây giờ anh em sử dụng bằng zin chúng ta hơi chậm một chút đó anh em nhá ok anh em nhá anh em đang xem thì nhớ nhớ like 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 cho quyền nhá và anh em chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nhá ok cảm ơn chị rất là nhiều rồi anh em có câu hỏi thì cứ để lại cái bình luận là bên dưới sẽ tốt chat mình nhá quyền sẽ hỗ trợ và 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 tư vấn cho anh em nhá ok anh em hôm nay cuối tuần rồi anh em chúng ta cứ thông thả à, thông thả thôi đúng không không cần phải vội vàng gì không cần phải vội vàng gì anh em nhé rồi anh em ở anh em mà anh chị mà đầu tư mà chưa có được những cái hiệu quả nhá đó anh em mà chưa đầu chưa hài lòng với những cái hiệu suất đầu tư của mình nhá thì liên hệ với quyền nhá thì với cá nhân quyền thì đầu tư cá nhân từ giai đoạn là 2012 2012 thì em quyền đã vào với thị trường đó vào thị trường và đến năm 2012 thì bắt đầu là em quyền nhảy sang làm môi giới đó trước đó thì trong quá trình à, đầu tư cá nhân ý, thì em quyền à, có làm việc ở tại văn phòng trực à, thuộc tại công ty sữa đó của một công ty sữa anh chị nhá đó thì quyền làm mà <laughs> quyền làm văn phòng sau đó trong quá trình đó thì quyền đầu tư thì sau đó thì có sự hiệu quả và tích lấy tích nghĩ được rất là nhiều kinh nghiệm đó và chính vì vậy thì quyền nhảy ra làm à, làm làm bên à, môi giới và hiện tại đang trực thuộc tại công ty chứng khoán vét anh chị nhá thì với những cái kinh nghiệm và kiến thức của em thì à, à, cam kết à, sẽ đem lại những cái à, giao dịch à, cho anh chị với những cái đầu tư mà phù hợp à, với anh chị đúng không ạ anh chị ví dụ như là đầu tư nước sóng với anh chị mà ưa nước sóng này hoặc đầu tư chung ngắn hạn dài hạn như nào đó hoặc đầu tư về mặt dài hạn anh em đó thì thích những cái trường phái nào đó thì em quyền sẽ đáp ứng được hết anh chị nhá đó, anh em mà đánh về bánh nước sóng thì có nứt sóng mà đánh về mặt dài hạn có dài hạn chị nhá ví dụ như này đây là những cái mã cổ phiếu mà mà dài hạn anh chị này. đấy mà quyền ra để về mặt dài hạn này đấy, đúng không và đây thì em quyền chỉ đánh các cổ phiếu vốn hóa lớn thôi nha không đánh với các cổ phiếu bộ chip đâu hôm qua thì hôm qua cũng bị nhảy một con bị nhảy một con một con cổ phiếu VG nó vào cái vào cái trong cái rổ này đúng không ạ không biết là không biết là nó cho mình đánh cho mình bị bị cập nhật nó vào ra ấy hay là hôm qua em hôm qua em 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 cóp thêm à, cóp thêm mấy cái danh mục mà nó đủ kiểu điều kiện là trên 10 tỷ ấy, trên 10 tỷ đó thì em cóp thêm thì khả năng nó lại nhảy vào cái cổ phiếu này đó thì qua bản thân là cái cổ phiếu mà trong sàn upcom ấy là em gạt sang hết đó vì con robot nó nó bị nó bị, nó bị trung bình giá của cái 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 sàn upcom ấy nó bị trung bình giá nhiều khi là có thể là hôm nay tăng trần nhưng mà cuối cùng mở cửa phiên hôm sau ấy nó lại bị giảm về một cái mức nào đó thế nên nó bị trung bình giá anh chị nhá thế nên là con robot nó sẽ bị loạn nó bị loạn nó không thực tế thế nên là hôm nay nó cũng bị bị à, bị có một con VGS với à, VGI VGI nó nhảy vào trong cái robot đó robot thế nên em là chính vì cái hôm hôm mà mà robot nó báo mua ấy là mình cũng cũng hơi bất ngờ một chút đó anh chị nhá hơi bất ngờ một chút buổi sáng hôm nọ đấy đó, OK anh chị, thì các bạn hôm nay cũng cho tối ưu hóa rồi với cổ phiếu VGI rồi anh chị nhá. rồi anh em đang xem livestream thì like like cho quyền một like nha, anh em thả tim thả like nhá. Đó, OK anh chị nhá. <laughs> anh em like đi, anh em like like thì nữa quyền sẽ có kèo đấy, có 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 kèo kèo, kèo, kèo các mã cổ phiếu nhá. Chỉ biết là chạy robot đấy. Mạng này lag thế. mạng mạng hơi lắc em quay tròn này Rồi, ok chị nha thì đây là cái 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 danh mục mà 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 của quyền đã cho tham gia từ giai đoạn vừa qua đây anh chị đó như Lovaland này đó, lợi nhuận 67 phần trăm này bắt đáy này BF lợi 3 phần trăm này đất xanh lợi 8.5 phần trăm này nó Agribank lợi nhuận 5 phần trăm rồi là VCG lợi nhuận 10.2 phần trăm rồi DG và mai tăng trần là lợi 3.3 phần trăm và phát đạt là 7.1 phần trăm anh chị đó rồi là KBC đây lợi nhuận 7.5 trăm còn cổ phiếu nữa chị còn cổ phiếu hdg nữa HBG ngay đẹp này anh em chưa mua hdg đúng không buổi sáng có livestream với bạn đại đấy thì khuyến nghị anh em là bắt cái cổ phiếu HG là ở cái vùng giá à, uh, 25.4 đúng không? 25.4 đấy, đó, 25 4 trở lên anh em mới bắt nhá. Thì HG hôm nay anh em bắt thì yên tâm thôi, không sợ đâu. Đó, anh em mà hôm sau mà chúng tôi muốn chơi vẫn có thể bắt được cổ phiếu HG, em thấy là ok đấy. Thì anh chị em mà đang đầu tư uh, công ty chứng khoán BS nhá mà chưa có những cái hiệu suất uh, uh, sinh lời uh, một cách đều đặn thì anh chị có thể là uh, là chuyển về ID của quyền là i65 nhá. Đó, anh chị em mà uh, chưa có tài khoản ủng hộ quyền bằng cái tài khoản nhá. Ok anh chị thì quyền sẽ <laughs> quyền sẽ phân tích về những cái mã cổ phiếu cho anh chị nhá. Anh em có câu hỏi thì cứ để lại cái bình luận nhá. Đó, hôm nay thế giới tăng tốt này anh em, hôm qua hôm qua thế giới đúng không? Hôm qua mình có có nhìn nhận về cái 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 cái, cái dòng số mó cát và là bị cáp đúng không? Hôm qua buổi 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 sáng ấy, buổi tối ngày hôm qua đấy thì quyền có chia sẻ này, lúc đó lúc đó là chúng ta cuối phiên chiều này, có phiên chiều nó cái dòng tiền nó vào này. Đấy, mặc dù là giao định giao dịch rất ảm đạm nhưng mà nhưng mà cái cái phiên chiều là lúc khoảng tầm 2 giờ ấy. đây cái lến hạn cái lên h một mà nó cái dòng số mới cáp có dòng tiền vào này đó, hôm nay phát là vào nó kéo mạnh luôn này rồi là bị cáp đúng không đấy bị cáp thì cũng có một cái à, cái cái xuất hiện một cái lến đảo chiều đây này anh chị đó, cái lến đảo chiều đây này đó hôm nay nó vượt cả cái đường cái kênh giá này luôn này nó vượt cả một kênh giá này luôn anh chị đấy ok đúng không rất là ổn này rồi dow jones ủa dow jones ngày hôm nay giảm nhẹ thôi Dow zone đúng không? Dow zone thì trong H1 thì giảm nhẹ thôi, không ngày sao? À, không ngày cũng là một cái nến Dory, một cái đến Dory. À, ok anh em cũng khả năng nó cũng gặp một cái vùng cản chéo một chút xíu thôi. Đó, cũng anh em chú ý nhá, khả năng nó gặp cái vùng cản chéo này tí xíu, Đấy, đúng không? Đó. gặp cản chéo này chúng ta sẽ có cái sự rung nắc là chuyện bình thường thôi. anh chị nhá. Về cơ bản là cái phiên ngày hôm qua ấy, phiên ngày hôm qua mà 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 đau zone mà cho một cái biên độ mở gấp tăng này này, đúng không? Anh em thấy không? là phép là đâu đó tháng 9 là khả năng là dự kiến là hạ lãi suất đấy hạ lãi suất là ok rồi chúng ta lại có một dòng tiền dòng tiền sẽ đổ về chứng khoán thôi phép mà hạ lãi suất là sẽ có dòng tiền đổ về chứng khoán và lúc đó là dòng tiền uh, các ngân hàng của việt nam mình là cũng sẽ hạ lãi suất thôi đó hạ lãi suất là lúc đó sẽ có một cái dòng tiền kích thích ra thị trường ra à, có một cái dòng tiền người ta sẽ rút ra khỏi 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 cái cái cái, cái, cái gửi ngân hàng ấy. đấy đó thì sẽ quất uh, lãi suất thấp mà đó lãi suất người ta sẽ rút tiền ra anh chị nhá và lúc đó là khả năng sẽ người ta đổ vào kênh đầu tư về bất động sản hoặc là kênh đầu tư về chứng khoán. Đó, thì anh em mà nếu mà, mà các anh em cứ để ý mà xem khi nào mà lãi suất nó thấp nhất. Đó, lãi suất mà thấp ấy, đó, đặc biệt là thấp trong 10 đến 20 năm về, về, về đấy, đó. Thì đâu đó là thường thường đó là cái đáy của chứng khoán. Đáy của chứng khoán anh chị nhá. Đó. Lãi suất mà về thấp thì là đáy của chứng khoán anh chị, rất là cao anh chị nhá. Đó. còn nếu mà nếu mà lãi suất mà cao đúng không lãi suất mà cao thì đâu đó này có một cái lượng tiền người ta sẽ sẽ đổ về gửi ngân hàng thôi đó anh chị nhá đó. ok anh chị nhá anh chị đang xem like thì nhớ là like like cho quyền một like nhá ok cảm ơn chị rất là nhiều rồi oh, ok hôm nay thì chúng ta có nhóm ảnh bất động sản khởi nghĩa rồi đúng không, anh em bất động sản khởi nghĩa rồi hôm nay bất động sản hôm qua quyền có chia sẻ anh chị rằng là bất động sản nó đang là cái sự mà tư lý đoạn này này Đấy đúng không mà chúng ta có sự phân tích rất là kỹ rất là chi tiết về cái cái, cái nhóm ngành này của phiên ngày hôm qua này. Đấy và đâu đó đâu có sự hồi phục rất là cao. Nhưng mà rất là tiếc anh chị, rất là tiếc là chúng ta vẫn còn cái vùng cảm ở trên. Chúng ta vẫn còn những cái vùng cảm ở trên như này thì chính vì vậy. Đấy, chính vì vậy là cái nhóm bất động sản là trong thời gian tới vẫn tiếp tục là có khả năng là tăng nhẹ hoặc là rơi vào trạng thái tích lũy để củng cố để hấp thụ cái nguồn cung tiết ra tại cái lân quanh cái vùng giá 69.5 đó năm nếu mà vượt được thì chúng ta còn một cái vùng cản nữa là vùng 71.2 nếu mà vượt qua vùng giá này rồi thì khả năng là sẽ trở lại vùng 77 bảy tương đối là cao chị tương đối là cao anh chị nhá đó, tương đối là cao nói chung bất động sản là bắt đầu có tín hiệu rồi đặc biệt là anh em thấy không dịch ngày hôm nay đúng không thích là tăng trần rồi dịch cái buổi sáng nhé buổi sáng ngày hôm nay quyền còn uh, còn còn có uh, uh, trong cái zoom uh, uh, mà à, gì đây này zoom uh, tín hiệu free chị này đó dùng tín hiệu free này quyền có lúc 8 giờ 39 phút này đó đó 8 giờ 39 phút mà robot của quyền khác nó đó, đó bảo hai con hg và đi uh, dg rồi họ nay 16 tháng 8 này đúng ạ robot cho tín hiệu mua với mã dg và hg anh em tham khảo nhặt nhặn đấy đúng không lúc đó là 8 giờ 39 phút rồi đó 8 giờ 39 phút rồi nhá đó giao dịch của mình là 9 giờ 15 phút mà 8 giờ 39 phút Quyền robot của quyền nó đã báo về rồi, đấy, nó đã báo về rồi và chính vì vậy thì quyền đã thông báo đến cái zoom tín hiệu free, à, tín hiệu free này chị nhá nó hoàn toàn free thôi. đó, hiện tại đang có 94 anh chị ở trong cái Dome free này, đó, hôm nay cũng đã nhận nhạy được một chút xíu anh chị nhá đó, rồi rất là nhiều mã chị, nó rất là nhiều mã cũng cũng chia sẻ ở trong cái zoom free đấy, anh em à, chưa chưa tham gia thì anh em tham gia vào nhá. Đúng. đây này hôm qua đó, hôm qua cũng đã báo rồi chị hôm qua đã báo trước rồi chị đó. qua đấy ok đúng wow. không đây trong cái cái rô này trong cái rô mà chị đấy. ok chị nhá rồi anh chị đang xem thì nhớ nhớ like 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 cho quyền một like nhá ok anh em nhá rồi chúng ta có cổ phiếu dg đây thì dg thì trong cái dung uh, trong dung của quyền cũng đã cho bắt từ từ trước đó rồi anh chị Chúng ta đây cái cổ phiếu DG phát đạt đây chị. ai à, phát đạt và DG này, DG là tín hiệu robot nó trả về là lúc ngày mùng 8 tháng 8 này. Lúc 11 giờ 10 phút đấy chị, 11 giờ 10 phút nhá. Đó là DG nó nó trả về này. À mùng 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 8 tháng 8 đây anh chị, đúng không? Chúng ta có mùng 8, 8 đây. Thì sau khi hôm sau à một hai phiên này thì cái phiên ngày hôm mà bị giảm mạnh như này này phiên mà hôm mà đầu phiên là anh em bị giảm mạnh là là trước đó đúng không trước đó là chúng ta có một tin à, chủ tịch à, từ trần đâm ra là cũng có một lượng nhà đầu tư à, đánh về tin tức đâm ra cũng có sự bán tháo ngay từ đầu phiên at hay từ từ đầu phiên ato đó không thì khả năng nó sẽ tăng luôn từ từ phiên từ phiên trước đó rồi đó anh chị nha đây là cái tín hiệu mà mua mùng tháng tám tháng tám này đó, anh em đúng không chúng ta đánh theo đánh theo robot này mua theo tín hiệu này anh chị nha thì đây cái này là cái mà tin tức thôi thì chúng ta À, đó là tin tức mà đột xuất thì anh em cũng cũng nhiều khi là chúng ta phải chấp nhận thôi đúng không anh em nó giống như cổ phiếu thép ấy hôm trước thì uh, có tín hiệu mua nhưng mà hôm sau phát lại chúng ta ra cái tin là EU nó điều tra đúng không điều tra về thép đó rồi là điều tra về thép của Việt Nam nữa anh chị đấy cái thông tin đấy thôi là là nó lại chúng ta lại bị bị đạp ngay đúng không bị đạp ngay anh chị đó rất là rất là đáng tiếc nhiều những nhiều, nhiều khi những cái thông tin anh chị đó chị nhá mới gọi là có khả năng thôi đúng không mới chỉ là cái tin có khả năng thôi nó lấy cớ nó đạp luôn chị nó dòng thép với chị lấy cớ đạp em thì đây nha chị nha bất động sản thì có cổ phiếu dg thì zoom zoom của mình thì cũng đã cho mua rồi trước đó rồi anh em đây dg đây thì cũng đang lợi nhuận là được uh, có ba phần ba phần trăm thôi đó ngoài ra hôm đó còn mua phát đạt nữa phát đạt nữa anh em nhá phát đạt đây này ừ. đấy, phát đạt đây cũng là hôm tín hiệu ngày mùng tám tháng tám cùng với mùng 7 à, uh, mùng 8 bùng 8 à, uh, 8 8 trả về này. Đó, mùng 88 cùng với cả à, uh, cùng với cả là, uh, là DG này đó, sau đó bật tăng anh chị nhá. Hôm nay thanh khoản vào tốt vượt qua Kijun này. Cổ phiếu này hôm nay nó còn vượt qua cái uh, cổ phiếu này nó còn vượt qua cái vùng cản ở trong trung hạn nữa. Đâu đó này có vùng khách sạn cân bằng ở đây này là vùng 21.8 này. Úi giời, này khả năng ngon anh em. Khả năng là là là, là nó không đáy ổ đoạn này khả năng cập đến đảo chiều rồi. Anh em đó, khả năng sẽ hồi lên cái vùng giá rất là cao bình luận là khoảng tầm dự kiến của mình là được 3, 26 phần trăm phát đạt của mình mua là 17 17.5 đến 17.6 đúng không ngày mùng tháng 8 này đó anh em mà chưa có tài khoản bms nhá ủng hộ quyền bằng một cái tài khoản mét nhá đó thì anh em hoặc là anh có tài khoản rồi mà đầu tư của anh em mà chưa có những cái uh, sinh lời là một cách bền vững thì anh chị em có thể chuyển về ID của quyền là i665 nhá để tham gia vào dung vip mà chạy trên cái nền tảng bằng robot hoàn toàn tự động hóa nhá thì anh em này vào cái app điện thoại này sau đó anh em kích vào cái hình đại diện này và hiện ra một cái thay đổi chuyên gia tư vấn đó anh nhá kích vào đây tiếp và anh chị điền i665 đó mã là đó là mã ID của em quyền này sau đó anh chị tích vào ba cái sản phẩm chứng khoán niêm trái phiếu doanh nghiệp, money markets, sau đó anh em ấn xác nhận là xong, được chưa Xác nhận xong là là anh em liên hệ với quyền ngay nhé, để quyền đưa anh em tham gia vào cái zoom zoom, uh, zoom uh, vip mà chạy trên cái nền tảng bằng robot hoàn toàn tự động hóa nhé. đó, quyền chỉ có ngồi kiểm soát thôi, kiểm soát là xem nó con robot nó có bị sai lỗi gì không nhé, chứ còn về cơ bản là nó nó toàn 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 tự động thôi. và đâu đó thì trong cái cái bốn con robot của anh em ấy thì anh em đã xây dựng và đưa vào vận hành À, đâu đó khoảng tầm hơn một năm nay ấp ủ anh chị ấp ủ đó và hiệu quả thì đánh với cá nhân hiệu quả đánh với cá nhân và tuân thủ tuân thủ theo uh, những con robot đấy, anh chị tuân thủ theo cái chiến lược của robot ấy thì nó đã cho cái sự hiệu quả đến 90 phần trăm anh chị 90 phần trăm đúng không ạ anh chị nhá đó là cái sự mà bách ủ mi ấp ủ của anh em trong giai đoạn vừa qua bắt đầu mới đưa vào vận hành từ cuối tháng 6 luôn cuối tháng 6 anh nhá mới chúng ta mới gọi là đưa vào khoảng tầm gần hai tháng nay thôi đó và nó chạy hoàn toàn tự động hóa chị nhé hoàn toàn tự động hóa hết và nó chỉ chạy khoảng tầm có 120 25 mã thôi toàn mã cổ phiếu lớn thôi chị đó, toàn cổ phiếu lớn thôi anh em nhá anh em đang xem trên livestream thì like like nhá like cho quyền nhá anh em thả tim và like nhá ok anh em rồi đây anh chị hôm nay thì có VCG nữa này đó, mùng 8 tháng 8 có bắt cổ phiếu VCG này mình lợi nhuận là được 10 2 này anh em đấy toàn mã đẹp thôi rồi Agribank đây đúng không ạ bắt cũng ngày mùng 7 tháng 8 này lợi nhuận được 5 phần trăm này đấy anh em lúc 1 giờ 49 phút này mùng 7 tháng 8 đây bắt đất xanh này lợi nhuận 8.5 này ok rồi mùng 6 đây chúng ta có hai lệnh đây Lovaland này lợi nhuận 6.7 phần trăm này à, BAF này lợi nhuận 3.1 phần trăm anh em đấy đúng không chúng ta ngày mùng 6 có lệnh này mùng 7 có lệnh này đấy, mùng 7 cũng có lệnh nữa này hai mã này đấy mùng 8 anh em, mùng 8 có VCG này. đấy, đấy. Mùng 8 tiếp theo có cổ phiếu uh, uh, DG và Phát Đạt đúng không? rồi chúng ta bị bị cái thông tin là chủ tịch Từ Trần thì uh, bị đạp một uh, hôm thứ hai đầu tuần, nó rất là đáng tiếc. Không thì khả năng nó cũng có lợi nhuận khoảng tầm 7, 8% gì đó. Đó, Phát Đạt đây anh em, lợi nhuận 7.1%. KBC lợi nhuận là, là 7.5%, đúng không anh em? Ok, đấy đúng không? Đấy, Phát Đạt đây anh em nhá. Ok này đây là cái danh mục của quyền đã cho anh chị khách hàng bắt từ giai đoạn vừa qua đây là cái danh mục bắt đáy của em của team em dương quyền nhá, đó, rồi KBC đấy anh chị này KBC lên nhuận bảy chấm 5 năm phần trăm, đây hoàn toàn là danh mục mà mà em quyền đã cho bắt đáy uh, trong giai đoạn vừa qua và theo những chiến lược mà robot của quyền nhá, đó ngày hôm nay còn thông báo anh em còn gia tăng với cổ phiếu Lovaland cơ, đúng không ạ, chúng ta À, chúng ta đi lệnh nó rất là ấy nhá à, khi mà có tín hiệu phát là là tiếp tục lại em quyền lại thông báo đến anh chị khách hàng đây ngày hôm nay này ngày hôm nay em quyền lại thông báo với anh chị khách hàng này đấy đúng không lúc vào 9 giờ 38 phút này 9 giờ 38 phút này lô hôm nay anh chị gia tăng thêm giá là 11.5 nhé đấy anh em lúc 9 giờ 38 phút này lúc đó còn đang live stream này đó Đặc dù là chúng ta mua rồi đó, mua rồi nhưng mà lô ngày hôm nay nó nó tiếp tục là cho tín hiệu mua à, gọi là anh em thông báo chị gia tăng đối với cổ phiếu Novaland đây anh em đúng không ừ, Novaland đây chúng ta Novaland là mình mua từ ngày mùng mấy nhỉ đó ngày mùng 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 mấy mùng bảy mùng biết này đúng không đó đây thì hôm nay là robot ma này robot ma và robot s nó nó vào này nó vào tín hiệu này thế nên là em quyền thông báo tiếp tục anh chị gia tăng với cổ phiếu uh, lovaland ở giá 11.5 Đúng không? Đấy chúng ta đánh theo từng chiến lược gia tăng tình trạng các thứ. Mặc dù là mua xong rồi, à, mua theo chiến lược của Robot C. Đó, Robot 1 đấy, gọi là gọi Robot 1. Nếu mà nó tiếp theo là có tín hiệu rồi thì anh em cứ tiếp tục mà, mà mua thôi. Ở đây chúng ta đã có được cái sự đồng thuận của ba robot là bắt đầu là tiếp tục là nó cho tín hiệu uh, màu mua trở lại anh em nhá. Thì sang thứ hai tới này. Sang thứ hai tới là con Robot MA này nó sẽ xuất hiện một tím tím ấy này. Đó, hôm nay thì nó chưa xuất hiện đâu vì nó cho tín hiệu báo mua bắt đầu phiên ngày mai nó sẽ bắt đầu là xuất hiện à, thứ hai là sẽ xuất hiện màu màu tím tím nhá đó và lúc đó là anh em cứ ổn định thôi nắm giữ thôi con này anh em phải nắm giữ chung và dài hạn luôn đấy bắt đúng đáy luôn lô là đúng đáy luôn anh em rồi hvn nữa hôm nay cũng có cả hvn nữa anh chị à, cả hvn cơ quên mất ngày hôm nay chia sẻ anh chị con hvn đấy. không phải không có mã đâu đây anh em này HVN mua ngày 10 uh, uh, là mua 10, 10 13.8 này. 13.8 này. Anh chị nhá. Đúng không? Đấy, HVN mua 13.8 tín hiệu luôn này. Đấy. 13 đây anh chị. Đây 13 đây. 13 là chúng ta có tín hiệu này. Đúng không? Tín hiệu này. Cái ngày 13 8 này, anh em có tín hiệu này. Đấy, em nhảy vào mua ngay mua đúng bánh theo robot luôn. Đó, robot trả về luôn anh em. Đó cứ robot trả về là anh em mua nhưng hôm nay thậm chí là hôm nay thậm chí là chúng ta có cả hai robot nó 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 vào tín hiệu nữa cơ mà robot A và robot MA nó vào tín hiệu ok anh em đúng không em thì toàn đánh theo chiến lược một robot hoàn toàn tự động hóa thôi à, anh em yên tâm hiệu quả vách test là 90 phần trăm rồi nhá anh em mà chưa đầu tư uh, hiệu quả thì uh, đó, theo khám anh chị em nhé, tham gia vào dung vít của quyền nhá Thì đây là cái danh mục độc quyền đã cho bắt đáy từ giai đoạn vừa qua Và cái sự biên lợi nhuận, nó cũng tương đối là tích cực đúng anh em Đó hôm qua mà anh em mà bán đúng không nghe các uh, <laughs> nghe các broker khác hoặc là trên các diễn đàn đấy đúng không ạ bán đúng uh, đỉnh rồi kết thúc nhịp hồi gì đó đúng không là khả năng anh em bán hôm qua mất hàng rồi mà bán hôm qua rồi là anh em không vào không dám vào ngày hôm nay đâu nó cam đoan anh chị là hôm qua anh bán rồi anh chị không dám vào ngày hôm nay đâu đấy ngày hôm qua Rome của quyền nó cũng có bán có bán hai mã thôi đó hôm qua thì nó cho bán cổ phiếu đạm đạm phú mỹ đi phải qua đạm bán đạm phú mỹ nhưng mà nó đạm phú mỹ lại tiếp tục tăng anh em đó hôm qua các bạn là nó xuất hiện hai cái tín hiệu này đạm phú mỹ là xuất hiện hai cái tín hiệu cảnh báo bán này đúng ạ tín hiệu trước thì thì robot nó chưa trả về nhưng mà phiên ngày hôm qua là đạm phú mỹ nó tín hiệu nó trả về là anh em phải cho bán thôi không phải em cho bán đâu mà robot nó cho bán nhá đấy robot nó cho bán đấy bánh theo đúng chiến lược của robot thôi mặc dù là mất hàng hay không thì thì chúng ta cứ tuân thủ kỷ luật thôi anh chị đó đây robot con này là mua khá lâu đấy con này là nắm giữ khá lâu đạm phú mỹ này nó cũng đi mua ngày 25 tháng 7 cơ 25 tháng 7 hơi lâu anh em đúng không 25 tháng 7 đây mua từ phiên này này đấy, hôm nay cảnh báo này nó tiếp tục cảnh báo mua này đó anh em mà mua lại đây này đấy. rồi nó cảnh báo báo bán này hôm qua báo bán em hôm qua bán thôi được mấy phần trăm được hình như là ba phần trăm hay sao đó. đấy, được ba phần trăm hôm nay bùng nổ theo đà hôm qua thì có tín hiệu của mỗi đạm phú mỹ này. là là tín hiệu báo bán thôi anh em có tín hiệu anh em phải chơi thôi hôm qua rồi lại cũng cả vào VX nữa, VX cũng xuất hiện hôm qua là xuất hiện hai tín hiệu báo bán đây này, báo bán này, em đúng không? rồi thì đó là các mã cổ phiếu nhá, rồi em quyền sẽ đi hỗ trợ cho anh chị về các mã cổ phiếu nhá, sau đó thì anh em anh em mà có, <laughs> uh, có có tham gia vào dung vip này thì liên hệ với quyền nhá. nổ mai thị trường tăng tốt đúng không? <laughs> rồi, ok anh em. <laughs> rồi xin chào anh bác sĩ Tuấn nhá. Hello em trai anh đã về bờ, về bờ. <laughs> sau cú, sau cú sập nhờ chú đã giúp cơ cấu. Anh mời tách cà phê nhé. Wow, ok anh. Để em à, ok ok. À, em 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 thấy uh... rồi anh. Em em. Uh em thấy có có tin nhắn đấy rồi, ô cảm ơn anh nhá, rồi cảm ơn anh, em nhận được của anh a bác sĩ tuấn một một triệu nhá, một triệu một tách cà phê to quá anh, rồi ok cảm ơn anh rất là nhiều. Xin chào chị Bích nguyễn nhá, KBC HVN sợ quá vẫn chưa dám vào, phiên sau canh vào được không? KBC thì hơi khó ấy chị, đúng wow, không KBC thì bọn em uh, bọn em cho mua rồi, Đói, KBC đây, đâu? Uh, KBC thì mua từ uh, ngày mùng 9 tháng 8 rồi chị đang lợi nhuận là 7 7.5% rồi. Ừ, đang lợi nhuận 7 7 7.5% rồi chị. khó rồi. nói chung là KBC là khó nhé Zoom của em thì đang lợi nhuận 7% phần trăm rồi đúng không? KBC này Đói, KBC thì nó nó tăng mạnh quá rồi chị đúng không? con này thì khả năng phải chờ nó nếu mà test lại khoảng tầm 262 thôi 262 thì thì mua được 262 cản trung hạn rất là nhiều nếu mà xác định đánh dài hạn đánh dài hạn thì chờ về khoảng tầm 262 chị 262 nhé con này thì nó chạy mất của em là 7 được 7 phần trăm rồi chị đây này 7 phần trăm rồi thì mua thì cũng hơi khó đúng không em đó đoạn này khả năng mà sắp tới thì uh, thị trường nó đang loanh quanh cái 1257 ấy. 257 là là, là là khả năng là nguy cơ là có một cái sự chỉnh nhẹ thì chỉnh cho anh em quay lại múc thôi KBC nhá HVN mua rồi Ồ, HVN bỏ đẹp mua rồi anh à, chị đúng không HVN mua rồi đấy HVN là mua hôm ngày 13 tháng 8 này anh chị này Đó, HVN mua ngày 13 tháng 8 đây này, này đúng không nhỉ Đấy đâu rồi hả em vừa chia sẻ với chị rồi bọn em mua rồi đây này đâu nhỉ hát em mua đâu nhỉ đây chị HBN đây ừ, HBN bọn em mua giá 20.5 đến 20.7 đây lúc 1 giờ 06 phút ngày 10, 13 tháng 8 đấy này đấy bọn em mua ở đây rồi này HBN này 14 này 14 cũng mua HBG này giá 254 đến 256 này anh em đó HBG là 14 này đó, Novaland thì HBN đây bọn em mua đây rồi Thế ra HBN thì anh em mà vẫn còn nhé con này thì nó đang có hỗ trợ ở trong trung hạn rất là tốt anh em nó cái cân bằng của nó là tầm 28 cơ vùng cân bằng của nó 28 nhá nó khả năng sẽ hồi được cái vùng cân bằng này rất là cao nên anh em xác định chơi chúng ta vẫn chơi được các đoạn này vẫn đang tích lũy ổn nó càng tích lũy càng như này càng tốt này nó lúc đó là sẽ khả năng sẽ phi được này khả năng sắp tới nó sẽ phi khoảng tầm vượt qua 24 mươi chị khả năng xuyên qua giao thông này rất là cao bây giờ bọn em mua rồi này giờ cũng mua ngày hôm uh, hôm 14 này nghe em đấy tín hiệu mua phát này em mua này hôm nay tín hiệu trả lại này đấy, tín hiệu trả lại này ba phát ba phát phân kỳ này luôn này đây là một cái phân kỳ ok luôn ba tín hiệu ba tín hiệu mua này là cần còn hai cái thôi hai cái là giường là nó có tín hiệu gọi là phân kỳ đấy anh em tín hiệu phân kỳ đấy, đấy. rất là ổn đúng không em anh em đang xem thì like like, like cho quyền một like nhá anh em chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh nhá ok cảm ơn anh em rất là nhiều Okay, ok, ok Ok, Rồi, tiếp theo đúng không ạ? Tiếp theo à, Xin chào, à, xin chào bác à. Xin chào anh Nguyễn Xu nhá. Ừ, xin chào anh Trọng Nguyên nhá. Lâu lắm mới thấy ông anh xuất hiện. Anh xin chào anh bắt chiến ạ. À. <laughs> DG phát đạt nay like tím liệu còn điểm mua không? Sáng em báo mua DG mà anh họp không kịp mua. Này trần hết rồi anh, đùa nhưng nó trần hết cả rồi đúng không ạ? DG em vừa chia sẻ anh rồi, đây này DG của, zoom của mình mua rồi anh. Đó đây giờ là là mình mua của là mùng tám tháng tám này có đây giờ là vẫn vẫn ổn nên quay vùng giá này được này rồi phát đạt đấy anh phát đạt đều mua hết rồi lợi nhuận là bảy 7.1 một phần trăm mua ngày mùng tám rồi đúng không? ở đây thì cơ bản là, là 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 mình cái điểm mua nó không còn đấy điểm mua một chúng ta không còn thôi phải chờ thôi chờ có thể là nó sẽ tích lũy một mà một ít phiên này có thể khoảng tầm chiều thứ hai đấy chiều thứ hai khả năng sẽ có cái sự chỉnh nhẹ đấy chỉnh nhẹ là anh em có thể là chú ý cái vùng giá mua được đó. và tí nữa nha anh em like đi khoảng ba xem bao nhiêu like rồi anh em like sớm nhá oh, ok 20 like rồi ok nhé khoảng tầm 20 like tí nữa em em lọc con robot này, này. robot hôm nay vừa nãy lọc ra nó còn khoảng tầm sáu 67 mã đấy 67 mã chưa chạy đâu anh em tí nữa chúng ta chơi nhá chơi chơi được với một số mã sắp tới nhá đúng không ạ phát đạt nhé phát đạt ok rồi anh nói chung là là chúng ta phải chờ thêm chương trình thôi rồi xin chào chị bích nguyễn nhá em xin chào chị kim anh phạm nhá anh chị chị kim anh phạm đã thả tim rồi là thả những bàn tay xin chào anh chị thổ sinh kim nhá vbh dc 4 xu hướng vận động ổn không ạ à? vbh 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 vận động của nó vẫn đang ổn thôi con này thì cơ bản là là phiên ngày hôm nay tín hiệu trở lại rồi đúng không ạ khả năng sang tuần tới là là chạy rất là cao nhưng mà con này thì à, con này thanh khoản kém nha thanh khoản có con này có hơn hơn 3 tỷ một phiên thôi chú ý con này đánh thanh khoản vừa thôi đúng không ạ con này vận động của nó bình thường không có gì cả nhá Đó. cứ lên này xuống rũ này rũ rũ này lên này rũ lên này nó cái, cái, đặc tính của nó vậy nhưng mà con cổ phiếu này nhá đây là cái đặc tính lái này, lái là này, lái uh... À, đánh kiểu lấy ngắn ngôi dài này đó bản thân là cái đồ thị dài hạn đấy nó đang tính ý rất là ổn đúng không ạ nhưng mà cơ bản nó phải vượt qua 11 năm cơ 11 năm thì nó mới 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 tín hiệu bán mạnh à tín hiệu mua mạnh đó có loại này nó đang vẫn đang tính ý ổn thôi cái vận động còn vẫn đang ổn có hàng này nắm giữ được nhưng mà chú ý về thanh khoản nhé thanh khoản hơi kém mà Benny đó. Benny thì mình không có Benny đâu danh mục của mình danh mục của mình trong cái Rome vip là không có Benny cơ bản là của mình không đánh Benny và và không có Com anh chị đó có thể là lúc mà thỉnh thoảng mình vẫn lọc lại ở trên file an mà thỉnh thoảng mình lọc nhiều khi nó bị bị lẫn một chút xíu đây là anh em mà lọc file an nhé anh em mà lọc file an đấy chúng ta chúng ta đây này là... đâu rồi tìm kiếm cơ hội này anh em vào lọc này đấy, chúng ta <laughs> thêm điều kiện này ở đây thì em quyền là điều kiện là giá này tổng khối lượng này đúng không rồi anh em mà muốn lọc ấy, chúng ta sẽ lọc vào giá trên 10 giá trên 10 nhé nếu mà anh em đặt giá trên 10 chúng ta phải đặt là là một triệu cổ của một phiên thì trung bình nó là 10 tỷ một phiên đó sau đó anh em mà anh em phải là cái tài khoản ấy nhá tài khoản là um, khoản pro ấy bờ mình có có ra được Excel nhá đó thì đây là chúng ta ra rất là danh mục nhiều danh mục toàn cổ phiếu ra lớn thôi đó tiếp theo gọi tiếp theo mà anh em bạn lọc ấy đó lọc à, phải bỏ nhá phải bỏ bỏ cái đây là chúng ta có cả upcom này này đấy lúc mình quên cái này này mình quên không tắt cả đi là nó xuất hiện upcom này này không ai mình chẳng đánh đâu không chẳng đánh đâu đấy B, này đó, BB này đây anh em phải tắt cái này đi nhá đấy, đúng không chúng ta tắt cái upcom này đi thì bản chất nó sẽ xuất hiện có mỗi cổ phiếu h A, X, sàn hà nội và sàn oc thôi đấy là chúng ta sẽ lọc ra này loại trừ upcom được chưa loại trừ ừ. loại trừ cổ phiếu penny trung bình là 10 tỷ một phiên anh em trung bình tối thiểu 10 tỷ một phiên đó và tiếp theo anh em mà muốn lọc về các cái mã cổ phiếu mà dưới 500 triệu uh, cổ này thì thì tiêu chuẩn của mình là phải giá trên 20 mươi giá trên 20 mươi được chưa thì là là trên 10 tỷ đấy thì ở đây nó sẽ có một lẫn với các mã cổ phiếu là khoảng dưới 10 đến một ấy đó hay không đấy anh em lọc ra copy ra thì hôm qua khả năng là cái một hạng một mình phải lọc suốt đấy mình phải lọc để tìm kiếm cái mã nó nó thanh khoản tốt đấy mình có trường hợp đúng không? có trường hợp mà các con mắt cổ phiếu mà nó nó từ penny nó khoảng tầm chín 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 tám nó tăng lên được rồi, ấy. tăng lên vượt qua 10 ấy, thì mình bắt đầu lại đưa vào lại đưa vào danh sách. thế là hôm cũng bị 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 khả năng là bị lẩy con VGI và trong này là quên không tắt ngày đi. nó là bạn lẩy con VGI vào. nó nên đây là trong trong cái uh, trong danh mục mình uh, dường như là không có penny và không có xả lấp con đâu. Đó, không có com có com thì các bạn nó bị lẩy bị bị điều chỉnh giá. Của chỉ giá của phiên hôm sau ấy là do chia trung bình giá trung bình giá của cung cầu mua bán ấy. cung cầu mua và cung cầu bán nó sẽ trung bình nha thế nên đâm ra là nhiều khi nó hay bị lẩy à đã dôn tăng trở lại rồi anh chị gặp cả này là vận động của nó là chuyện bình thường thôi đúng không gặp cả nó chuyện bình thường ở đây thì ai phân tích như này anh em chẳng nhìn thấy nó, ở cái giai đoạn này là phân tích anh ai cũng nhìn thấy đúng không nên là cái vận động của họ nó cái vận động của 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 thị trường nó sẽ tích lũy đoạn này dập dình đoạn này là chuyện bình thường thôi ai cũng nhìn thấy mà anh chị nhưng mà để ý lưu ý nhá cái 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 MACD đoạn này nó cũng có cái sự phân kỳ đấy à, đúng không anh em phải để ý trong cái pha hồi này đấy và để ý cái pha này nhá đó là chúng ta cũng phải hết sức cẩn trọng rồi à, anh nhá thì quay lại là cổ phiếu VBH đúng không VH thì ok thôi vẫn vẫn là ổn thôi Nhưng chú ý về thanh khoản tí DC4 ôi toàn mã cổ phiếu mà thanh khoản nó rất là kém anh rất là kém ở à, 4 được không trung hạn tốt anh em trung hạn ổn trung hạn tích lũy ổn này đấy, dài hạn tích lũy ổn này con này thì phải cầm đánh trung và dài hạn thôi còn đánh hạn thì cái đồ thị nó đi hơi kỳ volume cũng có Đó. các bạn cũng đang ổn thôi vận động của nó ổn trung dài hạn ổn bạn nhé anh Nguyễn Văn Chiến TCB và Bit còn điểm mua không còn điểm mua chứ em TCB không có đúng không muốn nào có khuyến nghị anh em đấy là TCB mà vượt qua 214 anh em mua này rồi con này vẫn còn điểm mua này anh em vừa qua hai mức đúng không hai mức là là anh chị mua này Với qua điểm mua đó. trước chứ bắt là đánh mức nhịp hồi thôi còn lên khoảng tầm uh, bao đó lên quay lại khoảng tầm hai năm cổ phiếu này thì khả năng nó không không cao cho lắm động lực tăng của nó không cao cho lắm được uh, tầm uh, 8 phần trăm tám phần trăm đánh t được nếu mà anh em xác định đánh thì chúng ta đánh t được đó đánh t được anh chị nha ô em xin chào anh Quỳnh nhá sáng em báo uh, cái gì đấy sáng em uh... sáng em báo mua mà anh không kịp bắt dích hag thật đáng tiếc còn mã nào <cười> <cười> đúng rồi sáng em báo ngay từ lúc chín giờ ba tám giờ ba phút đúng không anh em đây là đây. sáng em báo anh chị trong cái <laughs> cái 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 zoom tín hiệu free này đúng không ạ à, tám giờ phút này bắt đầu tín hiệu xuất hiện tín hiệu tiếp tục này Đó, anh em không kịp bắt đúng không? ok anh thì tí nữa nhá tí nữa em em đọc con robot đây rồi đang quét con robot đây rồi Đó, quét đây gọi là quét để nọc bằng tay thôi còn nếu mà chạy thì robot nó sẽ chạy tự động chúng ta có một cái cốt riêng chạy tự động anh em chạy riêng nhá chạy hoàn toàn tự động thôi anh em thấy hay thì like like cho quyền một like nhá ok cảm ơn anh em rất là nhiều đâu rồi 500 anh em đâu rồi anh em 500 anh em like đi ạ anh chị em like rồi thả tim nhá anh tuyên nguyễn hát bây giờ còn để mua không hát vẫn còn anh hát giờ mới chạy mà hát bây giờ zoom của em mua từ đây này 254 này đó con này vẫn có tín hiệu mua này đó. Ô, ok anh thôi con này có thể là em chơi được này đấy phân kỳ đây đúng không chúng ta chúng ta ở đây đang thấy là nếu mà ở đây nhá bình thường này kỹ thuật này anh em thấy uh, thấy hai cái tín hiệu mũi tên này chúng ta sẽ có cái tín hiệu phân kỳ rồi nó cái phân kỳ này là cái phân kỳ đặc biệt của em nhá nó chỉ có <laughs> chỉ có em với bạn Trần Thụy và Trọng Đại mới biết được cái tín hiệu này thôi <laughs> đó biết tín hiệu này thôi cái tín hiệu là cái tín hiệu bí mật anh chị <laughs> tín hiệu bí mật nhé <laughs> rồi ở đây chúng ta có tín hiệu phân kỳ của của radar này MACD nó đang bắt đầu dấu hiệu là cắt lên cái đường zero này cái tổng ram này cắt lên đường zero này anh em đấy ok đấy đúng không dòng tiền cũng phân kỳ này để mua vẫn còn nói chung là để mua vẫn còn nhá đánh được anh em trước mắt khả năng đánh lên khoảng tầm 28 năm 28 năm đối với HBG vẫn còn điểm mua anh nhá vẫn còn điểm mua anh Nguyễn Huy Tranh MWG mà đứng giờ anh em giờ còn chơi mắt ở nữa thì em cũng đến chịu luôn con này em nó cảnh báo anh em là đừng có chơi xác định đừng có chơi chung dài hạn nữa đúng không ạ có thể là những chỉ là những cái nhịp hồi thôi đó tỷ lệ thì nó ăn không được cao đâu tỷ lệ ăn không cao mà rủi ro cao đúng không ạ đây này anh em đúng không phân kỳ này phân kỳ này đó, đấy em đang đang phân kỳ hết này, anh em này lưu ý này cẩn thận nhá còn điểm mua gì nữa các công thế thế giới di động này nữa mua đoạn này anh em kẹt hàng đi chơi <laughs> đây trước đó là cảnh báo anh em đoạn này rồi chúng ta đã có tránh được cái cú sập này rồi đúng không đây là những nhịp hồi thôi đó, đoạn này ra đang ra nhiều thông tin rất là tích cực này đó. không có điểm mua đâu anh em đừng đánh hát đoạn này ừ, với chiến lược của em nhé thì nếu mà nó có những dữ hiệu phân kỳ đây này, này đã có tín hiệu phân kỳ đó ra <laughs> thì các bạn anh em bán đừng có tiếc đây là trung hạn nhá đây là trung hạn đây này <laughs> cái quá khứ nó để lại này wow, chúng ta có quá khứ đã để lại này quá khứ đó, nó, qua rồi thì mình nói thì nó nói là chẳng đúng đúng không vậy nhưng mà đây là cái tương lai này à, tương lai anh em đừng có chơi đó. đừng có chơi giảm mất anh em sắp tới mà giảm anh em chạy thôi phải té ngay khẩn trương cho em đây là ai phân kỳ này ai phân kỳ này ai phân kỳ này đây trước đó mới là phân kỳ histogram thôi nhá đây chúng ta có cả phân kỳ histogram và phân kỳ cả cái đường MACD và đường tín hiệu của phân kỳ luôn đấy ở đây chúng ta có hai cái tín hiệu phân kỳ này là phân kỳ rất là mạnh đấy, tín hiệu phân kỳ này rất rất là mạnh anh em phải lưu ý nhá <laughs> lưu ý nhá nó sẽ có một cái cuộc giảm đây này đây này đúng không chúng ta có phân kỳ hít phân kỳ đường từ MACD này đấy một xe đó phân kỳ âm luôn này đây này Đấy, đúng không đây chúng ta có một phân kỳ này anh em thấy không nó cho một cái cuộc đổ bộ từ cái nhịp này về đây từ cái nhịp này về đây luôn này đấy, đúng không đấy có phân kỳ này anh em phải té thôi chứ còn bó bờ gì nữa tham nam gì nữa thiếu gì mã đánh mà anh em phải đánh từ những cái mã trên đỉnh này đúng không tỷ lệ ăn là có nhưng mà rủi ro nó cao anh em mà không đánh không không à, không không có kỹ thuật đánh nước là anh em kẹt hàng đi chơi đấy Đó Đánh nước thì ok nó đánh nước thì anh em phải có kỹ thuật nhá. Ra vào rất khoát đúng không? Không thì anh em kẹt hàng đi chơi đấy. Ông nào mà bảo mua ha đoạn này nguy hiểm lắm. Em thì nói thật sự là với những với những cái kỹ thuật mà nó trung tuần mà nó có những phân kỳ như này ấy. Thậm chí là em không em bỏ qua bên ngay. Đây là em có một cái danh mục mà <laughs> mà đánh dài hạn đây này, này. Đây nha, em có một cái danh mục mà đánh dài hạn đây này, này. Em thấy DG không? DG nó đang ở đâu ạ? Đấy, DG nó đang ở đáy này đúng không để chúng ta đánh dài hạn thế này đây này để chúng ta đánh dài hạn thế này anh em này để em lọc ra một ít này đấy đại phú mỹ này đang tích lũy trong dài hạn thế này nó đã chạy đâu đúng không chúng ta đánh trong dài hạn này đó đâu rồi Sabico này đúng không Sabico đang ở đáy này đấy trung hạn này trung dài hạn thế này anh em thấy không đúng không đấy Vinamilk này trung hạn dài hạn này đang ở đáy này đúng không đấy lọc ra một danh sách là này anh em để đánh dài hạn luôn đấy anh em thấy cái ký hiệu dài hạn đâu 19 mã 19 mã đấy đây này trong dài hạn này hp này đấy đúng không dài hạn nó chạy đâu trung hạn nó chạy đâu anh em ừ, đây này nói đúng không chúng ta gọi là qua loa vài mã thôi đấy chứ còn anh em mà đánh thế giới di động đoạn này căng lắm căng lắm đấy cực kỳ căng anh em phân kỳ luôn đấy phân kỳ phân kỳ rồi đúng không tiếp tục phân kỳ này trước đó phân kỳ rồi nhá ở đây tiếp tục phân kỳ đấy phân kỳ là phân kỳ lặng luôn đấy phân kỳ cả MACD luôn đấy anh em ừ. ông nào hôm anh em chơi thì giấy động là thôi toang đấy đó. ăn thì chắc là chỉ được vài phần trăm thôi không ra kịp là anh em kẹt hàng đi chơi không ra kịp là anh em kẹt hàng đi chơi đó. ok anh em anh em like đi like đi để 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 tí 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 đưa, tí chạy robot nhá anh em thả tim thả like đi đúng không ạ hôm qua anh em thì đúng không hôm qua thị trường rất là ảm đạm hôm nay thị trường rất là phấn khởi hôm qua hôm qua buổi sáng ngày hôm qua em với các bạn chậm đại thị trường rất là ảm đạm buổi ngủ hôm qua anh em phải ngồi lán lại với anh em là là đúng 11 một giờ đúng không bình thường là khoảng tầm 10 giờ anh em là nghỉ live buổi sáng rồi hôm qua anh em ngồi lán lại với anh chị là đến 11 giờ đấy một giờ thị trường hôm qua rất là buồn ngủ đúng. ok anh em <laughs> rồi cảm ơn bác sĩ tuấn nhá xin chào anh khanh vinh nhá anh em thả tim thả like đi À, không ai thả cho mình thì mình thả vậy <laughs> <laughs> ok anh em rồi chúng ta sẽ đi qua một vài mã cổ phiếu đi rồi. <laughs> à, cái gì đây ui thế giới di động không đi chìm cu này ui sợ ui sợ cao này mà. Rồi ở đây nhá Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái tín hiệu à, Đây là cái à, Đầu tiên Đầu tiên là chúng ta sẽ giao dịch với bắt đáy là bắt với cái robot C. Em nhìn thấy cái robot C của quyền không? Ký hiệu là robot C nhá, phóng to cho anh em nhìn. Rồi, chúng ta thứ hai con robot MA này. Robot S này. S anh em hay gọi là robot xác nhận đấy robot C là robot đáy này A là A là gia tăng này MA và robot S là anh em sử dụng bằng zin này thì trước mắt là anh em chúng ta vẫn còn những cái mã cổ phiếu mà còn để mua với cổ robot C ngày hôm nay thì có cổ phiếu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mã thôi của con dích này con DG ngày hôm nay 4 tí điệu luôn anh em DG ngày hôm nay xuất hiện 4 robot báo mua luôn này đúng không 1 này robot 1 này đúng không? Ôi giời, em thấy không? Đúng wow. không? Đấy. Bốn <laughs> con robot vào mua luôn này. Anh chị này. Bay luôn. bảo bay luôn, cả bốn robot nó đồng thuận luôn này. Con này khả năng là, khả năng tăng mạnh đấy. Khả năng khả năng là, là là, siêu phẩm trong thời gian tới đấy. Đó. Đây zoom của mình mua rồi, ấy. đúng không? Zoom của mình uh, robot của mình cho mua rồi ấy. anh chị, robot một cho mua rồi. Ấy. đây chị này đây giờ đâu rồi đây đây giờ là anh em gì đâu 8 mùng 8 tháng 8 này mùng 8 tháng 8 mua dG này đấy là nhuậ điện tại có 33.3 phần trăm thôi Đó, ôm mua đây Ôm mua được mùng 8 tháng 8 đây ừ, mua mùng 8 tháng 8ố một này đây 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 này ừ, tín hiệu mua toàn theo tín hiệu robot luôn anh em nó thì mua xong thì mô hôm hôm thứ 5 này thứ sáu này chủ nhật thì có thông tin là là chủ tịch từ trần này đấy, là có một số lượng anh chị đầu tư các bạn thấy thông tin như vậy là cũng bán tháo về phiên ato ngay đầu phiên đó nhưng mà bán xong phát là nó có sự hồi ngay về cu cuối phiên như này em thấy ông chứng tỏ một được cầu vào rất là tốt và phiên ngày hôm nay là phiên xác nhận tiếp tục anh ạ tiếp tục là dg tiếp tục cho tín hiệu mua trở lại của robot c và trong khi đó là có robot s robot ma và robot a đều cho tín hiệu mua trở lại được chưa ok đúng anh em ổn đúng không rồi nhá rồi 5 năm này đấy 5 năm thì cũng cũng vượt rồi đấy, 5 năm thì anh em phải nếu mà muốn mua thì phải chờ nó vượt qua cái uh, vượt qua cái 39.8 cơ đấy, chúng ta đang bị cản là 39.8 phải chờ nó vượt qua 39.8 thì mua được không phải chờ test lại một tí đâu nếu mà test lại thì khả năng nó sẽ test lại lên quanh khoảng tầm uh, 38.9 anh em mua nhá thì đó là đối, đối với 5 năm EVF ngày hôm nay tăng trần này, đó, EVF ngày hôm nay ổn này, đó, phân kỳ đấy, cổ này phân kỳ này, phân kỳ này EVF này, đó, anh em, này là thứ hai chơi đi, đó, thứ hai chơi của nó đang là 1185 này, cả là 10, 12 này, vượt 12 em quất luôn này, đó, vượt 12 quất nhá, ok nhá, EVF vượt 12 quất nhá. HG hôm nay sáng nay báo anh em này đúng không? Đấy, Zik và DHG này. HG vẫn ổn này, đúng không? Anh em mới tín hiệu bắt đầu mới chạy này. HBG nhá vẫn còn tín hiệu này đó HBG HBG cũng ổn này dùng của quyền mới mua ngày hôm 13 hôm 14 chứ là mua giá 254 này đấy, hôm nay bắt đầu chạy trở lại này đó, ok đó, anh em mua nhá viên đi ổn này Đấy, đi robot ép bắt đầu ấy thôi chưa chưa có tín hiệu của có mỗi DG rồi nhá mỗi DG may là đồng thuận của bốn tín hiệu anh chị hôm nay mà anh em hôm nay mà đúng không hôm nay mà mà chưa có hàng là DG khả năng là robot nó trả về ngay đấy ăn đúng bốn tín hiệu luôn này anh em mà thấy mà thấy mà có cái sự bốn tín hiệu nó đồng thuận của một pha một ngày này, này. đấy đúng không chúng ta có đồng bốn tín hiệu luôn này thật sự là anh em giải ngân mạnh cho quyền lúc này khả năng em phải giải ngân khoảng tầm 60 phần trăm bảy 70 phần trăm được chơi kiểu vậy nó mới ăn mới hay đúng không anh em Đó. rồi về đi nhá Nam Kim này đấy làm kim ổn này, làm kim vẫn còn được này, thép khả năng đang đang lên này, đấy, pau này, pau đại nhân này anh em, đấy, cũng tín hiệu này, pau này, rồi là SMC này, à, SMC tạo đáy rồi này, tín hiệu này mua trở lại rồi này, ok anh em này, SMC này, thép thép khả năng, thép có làm kim này, HBG này, à, hoa sen đâu, chưa có hoa sen à hoa sen này có không? Ừ chưa có hoa sen chưa có hoa sen anh em chỗ hoa sen nhá đó có mc này a a a được này Ok này A là 10.6 này. Đó, điểm mua điểm mua tốt này, điểm mua của A là 10 10.5 này. 10.5 của hôm, hôm 13 8 ấy này. Đấy, ok này, đây nhá, đây là tín hiệu à, tín hiệu mà nó còn còn điểm mua nhá. Đấy, anh em này, là thứ hai anh em chú ý nhá. Đấy, em quyền chụp lại cái cái này nhá, 126 này. Dích bỏ qua nhá, dích nó nó bốn tín hiệu hôm nay rồi, anh em phải bỏ qua thôi. Đây chúng ta chúng ta sẽ còn mấy cái mã cổ phiếu này này để mua này được chưa anh em đó nhá anh em được mua nhá anh em anh em đang xem nhớ like like cho quyền một like nhá anh em thả tin thả like nhá chị chá tú phạm nhá tchhs hv giữ tiếp hay bán em ok anh tch tch tài chính huy hoàng đúng không tài chính huy hoàng vẫn giữ tiếp anh giữ tiếp cho em hai con ba uh, bốn con robot này rồi Đồng Thuận này rồi giữ tiếp cho em nhá Ổn thôi anh ổn thôi không có gì đâu cứ giữ tiếp cho em thôi bao giờ mà chúng ta thấy uh, thấy tín hiệu cảnh báo ở trong cái uh, robot C này đấy khả năng chúng ta chờ ngắn ngán tí khoảng tầm 193 uh, 193 19 ba 19, đây là cái tín hiệu em để nhiều nó để để, để chúng ta cảnh báo nhiều hơn đấy anh em thấy không để cảnh báo chúng ta dễ nhìn hơn cái này làm giúp cho em tôi ổn thôi. 44 bốn xu hướng bốn robot nó đều, đều đều đều, đều tín hiệu mua rồi. HV HB. HB ổn anh, HB đang đang có bao robot xu hướng rồi. Làm giúp cho em nhá. Đây này HV này. em thấy không? HV mặt mùng 8 mùng 8 này. Đấy, mùng 8 này. Kéo tốt nhỉ, HV kéo tốt nhỉ. HV gặp cản mây này. Đó, gặp cản mây, À phiên thứ hai, thứ hai của khách sạn nhá. Ra khách sạn nếu mà mất lại cái khu vực giá 11.4 ấy. 14 11, thì 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 canh thoát thôi, canh thoát trong ngắn hạn nhá. Sau đó canh canh cover lại khoảng tầm 10.8. 10.8. Ừ, còn nếu không mất cái 10 11.5 này này, cứ nắm giữ cho mình nhé không ạ? Không mất 11.5 cứ nắm giữ cho cho quyền HV nhá. Ổn thôi. Rồi, chứng viên Masan target bao nhiêu anh ơi? À, target Masan đúng không? Ok. Masan ok ô oh, mas... Masan ổn này của oh, Masan trung hạn đẹp thế nhỉ trước mắt là Masan thì nếu mà suy xét cho đồ thị dài hạn nó khoảng rơi khoảng tầm 87 7 5 cản mạnh trong dài hạn nhé trung hạn giao trung hạn thì chúng ta cũng có một cái vùng cản là 86 trung bình là từ 86.5 đến 87 cản mạnh của 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 của, của Masan nhé được chưa 8 Ừm uhm, bao nhiêu thì vẫn đo đây nhỉ? Đấy 8 86 86.5 đến 87 là cảnh mạnh của của massage. 75 ngàn mua 75. 87. Ok nó ổn thôi, vẫn ổn thôi. Con đang có hỗ trợ của mây, khả năng vẫn nắm giữ được. 7 mua 75.2 à? 75.2 mua vượt giao các mày à? 75.2 mà mua anh em vượt, nếu mà mua này chúng ta phải mua loại này này vừa con dao găm đầu tiên anh em mua là này này đó, đến đây em mua thì hơi muộn tí cái con này có có tín hiệu cảnh báo tí chú ý cho mình nhá cảnh báo tí thôi à, chưa có vấn đề gì đâu nhá robot vẫn đang nắm nắm giữ thôi ok rồi anh em đó anh em đang xem livestream thì nhớ nhớ like cho quyền một like nhá anh em mà đầu tư chưa có hiệu quả sinh lời một cách bền vững nhá thì anh em mà có <laughs> có tài khoản BVS thì chuyển về ID của quyền này Y665 nhá đó để quyền sẽ đưa chị tham gia vào cái robot này đó robot này hoàn toàn tự động hóa thì nhá đó đây là những cái danh mục mà bắt đáy của team em quyền trong giai đoạn vừa qua đây Lovaland lợi nhuận trăm mua ngày mùng 6 tháng 8 này đó, BF này mua mùng 68 lợi nhuận 3.1% này. Mùng 7 tháng 8 này mua đất xanh này lợi nhuận 8.5%. Mùng 7 tháng 8 tiếp tục mua Agribank lợi nhuận 5% đến thời điểm hiện tại bây giờ đúng không ạ? Rồi là mùng 8 tháng 8 mua cổ phiếu VCG lợi nhuận 10.2% anh chị. Đấy, mùng 8 tháng 8 tiếp tục mua DG lợi nhuận 3.3%. Và mùng 8 mua Phát Đạt lợi nhuận 7.1% và KBC chúng ta mua là ngày 9 tháng 8 lợi nhuận 7.5%. Ngoài ra thì mình còn có mua cổ phiếu à, à, đâu nữa nhỉ? Ngoài ra thì trước đó còn ngày 13 đây, ngày 13 thì có mua cổ phiếu HVN. HVN anh em nhá. Đó thì con này, con này thì biên lợi cũng mới mua thôi, biên lợi nhuận nó chưa cao đâm ra là anh em à, này, chưa muốn chia sẻ. Đó, nói thẳng từng là anh em muốn chưa muốn chia sẻ. HBG đây, mua 254 256 đây. Đó, rồi HVN đây. Anh chị nghe ngay nào cũng có lệnh về đúng không? Ngày 13 có lệnh tiếp tục này. Đấy, 14 có lệnh này. Đấy, đúng không? Đây ngày mùng 7 đây, mùng 9 đây, mùng 9 chúng ta kết thúc thứ sáu này, mùng 10, 11, 12 này, đấy, KBC đây. Anh em nhé, ngày nào robot đang cho tín hiệu mua về. Đấy, ok anh em. Thì anh em đang giao dịch công ty chứng khoán US nhá, thì chuyển về ID của quyền anh em tham vào app này, kích vào hình đại diện này, cho nó là kích vào cái thay đổi chuyên gia tư vấn. Sau đó anh chị Y 665 đó anh em tích vào ba cái sản phẩm này và anh chị ấn xác nhận là xong hoặc là liên hệ với em quyền luôn để anh em để em quyền đưa anh chị tham gia vào cái zoom zoom vip chạy bằng robot đó chạy một robot bằng tự tự động hết anh chị nhá đó đối với anh em mà mà chưa có tài khoản thì ủng hộ quyền bằng một cái tài khoản nhá hoặc là anh em có thể tham gia à, anh em tham gia thì có thể là tham gia hình thức đồng phí nhá ok bye bye anh em chúc anh em có một cuối tuần tràn uh, đầy năng lượng để chúng ta chuẩn bị tinh thần chiến đấu ngày mai nhá à, chiến đấu ngày thứ hai nhá đó anh thêm Lê ừ. mà đến giờ mình vừa phân tích rồi đó mà đến giờ thì thì có đang có phân kỳ đấy mà như gà đang có phân kỳ đấy chú ý nhá đó đang có phân kỳ thôi nó chưa xác nhận đâu nhưng mà chú ý nhá nên nói chung là cũng lên tối ưu hóa dần thôi sáu mấy sáu năm mà ăn chẳng được bao nhiêu đâu anh em đó. ăn chẳng được bao nhiêu đâu nhá chú ý nhá ok bye bye anh em chúc anh em cuối tuần vui vẻ và có một giấc ngủ sâu để à, về cuối tuần anh em nhé để chúng ta thứ hai chuẩn bị tiếp tục tinh thần chiến đấu hẹn anh em vào à, 8 giờ 30 phút à, sáng thứ hai cũng như là tối thì 22 giờ thứ hai đến 6 anh em nhé ok bye anh em